Dạ, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Cô chú anh chị ơi, sáng nay em có mặt tại mộ cậu Năm Vũ Linh, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh để tiếp tục chia sẻ những hình ảnh thông tin đến cô chú anh chị. Sáng nay thì thấy chị Nhi cúng cho bác Tư Còn hả chị Nhi? Em không biết nữa. Mẹ mèo. Sáng kệ nó đang lau cái gì kìa. Sáng nào thì chị Nhi cũng dọn dẹp cúng cho bác Tư Còn với vợ bác Tư Còn trong của chú anh chị. Cả nhà sáng nay thì trên tay em thì em mời cậu Năm ăn ăn chè nghe cả nhà. Ăn chè và có một cây hương 24 tiếng của nhóm Song Linh tuổi thơ. Đó. Thì em xin mời quý cô chú anh chị và các bạn vào bên trong để em chia sẻ buổi sáng hôm nay cho cả nhà mình được biết ha. Đó. Khi em bước vào thì cô chú anh chị thấy có rất là nhiều khán giả tới đây viếng. Cả nhà sáng hôm qua em bỏ quên cái bình đây nè. Dạ, hôm qua em bỏ bên quên cái bình đây nè chị. Cái bình trà của em á, bình à bỏ quên. Rồi sáng nay cậu Năm không có trà uống rồi cả nhà, do là em bỏ quên. Đó, mấy bác đang đang đến viếng mộ cậu Năm rồi cả nhà, có cái ghế luôn ngon lành. Không biết nó từ nào tôi ở thành phố mà. Dạ. Giờ tôi về ở đây. Con chào mấy bác nha. Rồi, chào hết. Dạ bác biết cậu Năm rõ luôn hả? Thằng này cũng 66 tuổi. Vậy hả? Bác này 66 tuổi luôn. Dạ. Ông này 86. 86 tuổi. 87 rồi. 87 rồi. Không phải gọi là ông ngoại rồi. Ông ngoại. Ở đây nè, dạ. Ở ngoài này. Vậy hả? Về đây hồi trước là ở thành Sài Gòn. Dạ. Mới đi quận 5 mới về đó. Vậy là ông ngoại đi mới tìm ra tôi đi xuống dưới. Ông á hả? Ừ. Ông còn khỏe vậy luôn hả? Trời ơi, đúng rồi. Bình Dương Sài Gòn mà đi xe Honda luôn, tám mấy tuổi ở rồi. Ở đây không ai dám đi xe Honda, tôi đi được. Dạ. Tôi biết đường mà. Hồi nãy con nghe nói là ông ngoại biết cậu Năm rõ luôn hả? Dạ. Vũ Linh Thành Tấn nữa rồi đó. Dạ. Dạ con tên là Tài 66 Vlog. Tài 66 hả? Dạ. Nãy thấy tao hả? Thấy rồi. Tài 66. 66 tuổi. Nay ăn tà mã nó đây cái gì? Có người thân mình ở đây hả bác? Dạ. Cảm ơn em. Dạ con chúc tôi lợi có thằng em nó nằm ngay cái bục binh này nữa. Dạ, nó dạ. Quê nó ở Nhật Quy á. Dạ. Nay vô tôi anh nó. Dạ. Vô rồi con chúc ông nhiều sức khỏe nha. Sáng nay tại mời cậu Năm ăn chè của chú chị, chè đậu trắng nha. Lên hình nữa. Quá trời sáng nay chị Nắng Sưng cũng mời cậu ly cà phê, cũng nhiều cà phê lắm của chú anh chị. Đây là Tài mua một bịch chè thôi cả nhà, tại vì có mình cậu thì ăn một bịch là thấy ngon rồi. Nhiều quá cũng dư ly cà phê của chị Nắng Sưng này. Bây giờ em sẽ đi kiếm cái gì đây, kiếm cái dĩa để em đi kiếm cái dĩa nhỏ nhỏ xíu. Trong đây đâu chị? Dạ. Cái gì á? Cái gì vàng vàng? Cái gì vàng vàng?
đó. Để đây đi, để góc này. À, cổ ít lòng nhiều của chú anh chị gác bỏ túi luôn. Cổ ít lòng nhiều nên mình đem ra mời cổ Năm có nhiêu nhiêu đây là cũng là bữa sáng rồi đó. Nó đây là bánh khoai mì. Hello, hello Văn Đàn ngã năm ngã tư hả? Ngã ba nữa. Bữa nay em đổi thành ngã ba rồi. Đây là muối mè của chú anh chị, mình rắc lên xíu cho nó có vị đậm đà. Không lẽ là cầm lên tay ướt vậy nè. Nhang này 24 tiếng. Nhang này của nhóm Sông Linh tuổi thơ. Dạ, ngày nào em cũng thắp cây với cô chú anh chị. Tại vì nhóm Sông Linh có gửi cho em. Mỗi sáng thì em đem vào thắp cho cậu một cây. À, sau khi mà nhang này hết 24 hết nhang 24 tiếng thì bắt đầu em sẽ chuyển qua thắp nhang 12 tiếng. 12 tiếng thì sáng thắp cây, chiều thắp cây. Nhang 12 tiếng còn vẫn còn ở nhà rất là nhiều. Nhóm Sông Linh là của Vũ Linh, Tài Linh. Cho cái nhang này cháy lâu ghê. Hoàng Phượng. Đọc cho kỹ Hoàng Phượng chứ lộn lộn chữ Phượng khác là của chú anh chị hiểu lầm. Dễ hiểu lầm lắm. Chào anh. Cái nhang này á, đặc biệt là đốt nó cháy nó lâu. Tại vì nó to cháy nó lâu nhưng mà nó bền lắm cả nhà, được 24 tiếng. Không, chị đi lau mộ cậu đi cũng được, để máy em xuống đi. Dạ. Đúng rồi, chị đi lấy giấy chị lau mộ đi. Anh Thành cho em mượn cái ghế anh Thành. Anh Thành. Dạ con chào chú. Dạ cho một like nha. Dạ một like là ngón tay chỉ lên trên đó nha. Dạ con chào cô, chào chú. Tài 66 ạ. Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ cho con một like, một đăng ký nha, ủng hộ con để ngày nào cũng cô chú anh chị mình có thể là xem được cái video ở mộ của Năm. Dạ con cảm ơn cô. Dạ cô. Dạ đúng rồi. Dạ. Vậy hả? Cô không rành hả? Không vậy thì coi thôi, ủng hộ con cũng được. Dạ. Giờ mình thắp nhang rồi cô chú anh chị ơi. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Con tên Tài, kênh YouTube là Tài 66 Vlog. Con cùng với tất cả các cô chú anh chị trên kênh YouTube trong và ngoài nước, hôm nay là ngày 24 tháng 7 năm Quý Mão. Chúng con nguyện cầu cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, tên thật là Võ Văn Quang, pháp danh là Tâm Giác, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, mất ngày 5 tháng 3 năm 2023, nhằm ngày 14 tháng 2 năm Quý Mão, hưởng thọ 66 tuổi, được an táng tại Nghĩa Trang Hoa Viên, tỉnh Bình Dương, ngày 9 tháng 3 năm 2023, cùng với tất cả 10 phương pháp giới chúng sanh, các anh hùng chiến sĩ tử nạn, các hương linh mất trong trận đại dịch Covid-19.
Covid-19 vừa qua trên toàn thế giới sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Chúng con thành tâm nguyện cầu cho tất cả chúng sanh muôn loài dù ở quốc độ nào thì cũng tìm thấy được Phật pháp, nghe được Phật pháp, hiểu được Phật pháp và làm đúng chánh pháp, nhất là phải có sức mạnh tinh tấn tu tập mỗi ngày để cuối đời được trở về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ cậu ơi, con là Tài 66, kênh YouTube của con là Tài 66 Vlog. Sáng nay con cũng gửi đến cho cậu một nén hương. Nhang này, cái nén hương này là của nhóm Sông Linh và chị Hoàng Phượng. Cũng như là tấm lòng của con cũng như tất cả các cô chú anh chị trên kênh YouTube Tài 66 Vlog trong và ngoài nước nguyện cầu cho cậu, nguyện cầu cho ông Võ Văn Quang pháp danh là Tâm Giác sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Sáng hôm nay thì con mời ông Võ Văn Quang pháp danh là Tâm Giác về đây thọ thực, là có những cái bánh này, cà phê này, và chè của Tài có mua sáng nay mời ông. Nam mô A Di Đà Phật, con mời cậu về đây thọ thực ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Cô chú anh chị ơi, thì buổi sáng thì không có gì ngoài tấm lòng trước khi vào đó. Thì nãy giờ thật sự là cũng mới vào thì lo để đồ ăn lên để mời cậu ăn, cũng chưa có chào nó. Dạ con chào cậu, con mới tới à. Phía bên đây thì chị Nắng Xuân đang lao mộ cô chú anh chị. Thì em cũng xin phép xin một miếng khăn giấy để khăn ướt để lao mộ cho cậu. Đây là cái tấm lòng thôi cô chú anh chị, bày tỏ tình cảm với dạ. Chị chưa lao phía trước hả? Rồi để em lao phía trước, chia ra hả? Rồi mình phải chia sẻ, san sẻ. Nói cậu chị Nắng Xuân lao phía sau rồi nhưng mà chưa lao phía trước. Nam mô A Di Đà Phật. Cậu ơi, cậu cho phép con lao hình nhé. Mình lao hình phải lao từ trên lao xuống và nó cả nhà lao một lần thôi ha. Lao sơ qua một lần thôi là đủ rồi. Đặc biệt là tới mấy cái chữ này nè, mình lao nhẹ thôi để tránh tình trạng là nó bị chóc sơn đó, thì nó không đẹp mộ cậu. Cô chú anh chị, mộ cậu Năm thì lao đi lao lại là mình để là mình thương cậu, mình lao, mình chia sẻ tâm sự với cậu, bày tỏ tình cảm thôi, chứ mộ cậu lúc nào cũng sạch sẽ sáng bóng hết trơn cô chú anh chị. Lao là để chia sẻ tâm sự với cậu thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Cậu ơi, thì con đến đây sáng hôm nay đến đây là để mời cậu ăn chè nè. Đặc biệt hôm nay con không có trà tại vì con bỏ quên cái bình trà nóng ở bên đây hôm qua, con chăm cho trà cho cậu trước khi về á, rồi xong cái con bỏ quên cái bình ở đây luôn. Nên con không có gì để đựng, nên sáng nay cậu thông cảm ha, cho con xin lỗi là con không có trà nóng. Với lại là sáng nay thì chị Nắng Xuân cũng có mua ly cà phê sữa cho cậu, con thì có bánh khoai mì hấp với lại một ly chè, một nén hương con gửi đến cho cậu. Và con cũng xin thông báo với cậu một tiếng là con trưa nay cho con xin phép là con về Sài Gòn để con làm một cái việc trong tháng 7 này, một cái việc thiện nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như là những đứa trẻ mồ côi. Con sẽ đi giúp đỡ những cái đứa trẻ mồ côi á, nó bị cha mẹ bỏ rơi á, nó ở trong một cái nhà, trong một cái mái ấm tình thương. Con hy vọng là con làm những việc này là để nối gót, giống như là nối gót theo bước chân của cậu. Con làm được cái gì con sẽ làm, giống như là cậu làm những việc thiện nguyện lúc sinh thời cậu còn sống vậy đó. Cậu phù hộ cho con nha cậu, phù hộ cho con mọi việc được suôn sẻ, đi đến nơi về đến chốn. Và khi mà trong lúc con không có đây thì con hy vọng là cậu cũng vui vẻ nha cậu ơi. Rồi chị Nắng Xuân lao phân nữa rồi, Tài chỉ còn lao nữa thôi cả nhà. Thấy ổng không? Ổng chui đôi mất tiêu hả?
À. Đó cả nhà, đây là cái cây bông trang mà chị Hồng Loan đem xuống trồng tới giờ, lúc mà bông trang là nó già nó sẽ rụng ha, rồi sau đó thì nó thay lá xong nó lên lá non là bắt đầu nó trổ bông lại, giống như ông rồng bên kia vậy đó, bữa nay là cũng hết bông rồi, ít bông lại rồi, bông nó già rồi. Đó, thì sáng nay mình bày tỏ tình cảm với cậu một xíu cả nhà, thực sự là rất là thương cậu luôn của chú anh chị. Nhiều khi muốn cả nhà biết không, là cả tuần lễ em muốn về nhà nhưng mà nhiều khi không nỡ xa cậu đó, cũng đành nán nán lại một tuần hơn một tuần mới về nhà cô chú anh chị. Ôi cái chậu lan này bữa nay nó héo rồi cả nhà ơi. Chậu lan này sao bữa nay nó héo rồi, có cần phải tưới nước không ta, nó héo rồi nè, không biết là phải tưới nước không à. Rồi bây giờ mình đi qua ông ngoại thôi chị ơi, đi qua bên ông ngoại cô chú anh chị đó. Cà phê sữa nè, chè, tài là chè với cho cậu ha. Đây thì có bánh mì, xôi cả nhà ha. Cái nhang 24 giờ này hôm qua tài có đốt cho cậu tới giờ vẫn còn luôn cô chú anh chị. Bàn thờ của cậu thì sáng nay rất là sạch sẽ, là cũng như là đèn đồ là ấm cúng cả nhà. Rồi bây giờ em xin phép xin mời cô chú anh chị và các bạn, đây cả nhà, cái bình hôm qua em để đây luôn. Bỏ quên, chăm trà cho cậu xong cái bỏ quên. Bây giờ thì em sẽ mời cô chú anh chị và các bạn qua bên trên kia, qua bên mộ ông ngoại để em đi lấy đồ ăn cái chị. Ông chị đi trước đi, đi trước. Em đi lấy bánh mời ông ngoại của chú anh chị. Đây, nhà nghỉ mát có phục vụ nước uống nè, nơi tâm linh, đề nghị quý khách đi nhẹ nói khẽ nè cô chú anh chị. Đó, cái bảng đó được đặt khá là lâu chỗ đó rồi. Em đang đi trên con đường này là đường nghệ sĩ ha cả nhà. Đường này gọi là đường nghệ sĩ. Cảnh gì? Ôi. Sao mà nó nằm dưới kìa vậy? Đây cô chú anh chị, hôm qua là cúng bánh xèo, giờ sao nó nằm dưới đất như thế này nè cả nhà. Thôi kệ, mình dọn đi chị ơi. Thì cũng chia sẻ đến cô chú anh chị luôn ha, thì bây giờ bánh xèo nó nằm dưới đất như vậy thì không còn sử dụng được nữa rồi. Thì bây giờ em xin phép dọn và để vào thùng rác nha. Đây là mình nói trước để mất công cô chú anh chị mình hiểu lầm. Dục vô thùng rác như thế này thế kia nữa. Đó, đây là nó, thì đây là cái thực tế này cả nhà. Hả? Thôi bây giờ chị Nắng Xuân chị dọn đi để em ghi hình cho chị Nắng Xuân làm. Để tại vì trước mắt mình thì mình phải dọn cho mộ ngoại sạch sẽ. Chứ nó đây nào, để dưới đi chị, đừng để thùng rác, để dưới cho kiến ăn. Đúng, để cho kiến nó ăn đó. Đó là thực tế nha cả nhà, để em sợ hiểu lầm là mất công lại giục bỏ này kia nọ, không biết cái này sợ chuột quá à. Trên... không hiểu luôn, có hai cái lỗ rồi, tự nhiên có hai cái lỗ sợ chuột hay là cái gì. Nước hả? Chị cứ lau đó đi, gần lát nữa mình đi chăm nước sau. Lát nữa mình lấy cái nước mình đem qua chăm sau. Ây da,
Mấy cái này mình khăn ướt đây nè. Cái trái cây, trái đu đủ này á, thì em xin phép để lát nữa để qua bên kia. Còn cái này thì cái dĩa này thì em để đồ ăn mới lên đây. Biết biết phải bà Nai không? Đổi thừa bà, tội nghiệp bà. Cái gì cũng đổi thừa bà Nai, thì bà Nai khổ thiệt bà Nai. Hai biểu bà Nai, bà gian quá anh chị. Bà là người đầu tiên phá trong đây. Và bà cũng là người bị người ta phát hiện nhiều nhất. Dạ thì sáng nay Tài cũng có mua một ly chè cũng như là bánh khoai mì để mời ông ngoại cả nhà. Ông ngoại thì sáng nay Tài mời ông ngoại ăn chè, chè nếp với lại cái gì ta? Khoai cao. Khoai môn á, khoai cao á. Còn cậu Năm thì chè đậu trắng. Tại vì hôm qua em bỏ quên cái bình nước trà ở nhà, ở mộ luôn cái. Nên không có chăm trà cho ngoại với lại cậu Năm được. Thôi thì ở ngoài mình mở cái bọc như vậy nè. Thì cũng là ok cả nhà. Đó. Cây nhà lá vườn. Đây là tấm lòng của con ha. Mình rắc thêm miếng muối mè của chú anh chị. Nên lau cái dĩa là luôn cho nó sạch sẽ luôn của chú anh chị. Chị Năng Xuân thì chị thay nước bình bông. Cái bình bông này hôm qua em mới tưới. Tưới nữa không? Tưới nữa đi. Giờ mình đi thắp nhang. Mời ông ngoại của chú anh chị, mời ông ngoại để ăn sáng. Định tưởng chị chưa xong, thắp đi em đốt cây khác. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Con tên Tài, kênh YouTube là Tài 66 Vlog. Hôm nay có con với lại kênh YouTube là Nắng Xuân đến đây thắp hương cho ông, nguyện cầu cho ông Dương Nhân Ngộ sinh năm 1930, mất ngày 1 tháng 8 năm 2023, được an táng tại nghĩa trang Hô Viên, tỉnh Bình Dương ngày 5 tháng 8 năm 2023. Cùng với tất cả 10 phương pháp giới chúng sanh, các anh hùng chiến sĩ tử nạn, các hương linh mắc trong trận đại dịch Covid-19 vừa qua trên toàn thế giới sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Chúng con thành tâm nguyện cầu cho tất cả chúng sanh muôn loài, dù ở quốc độ nào thì cũng tìm thấy được Phật pháp, nghe được Phật pháp, hiểu được Phật pháp và làm đúng chánh pháp,
nhất là phải có sức mạnh tinh tấn tu tập mỗi ngày để cuối đời tất cả được trở về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con nguyện cầu cho nhà thơ Kiên Giang sinh năm 1929, mất năm 2014, được an táng tại nghĩa trang Hoa Viên, tỉnh Bình Dương, sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Cô chú anh chị thì bây giờ xin mời cả nhà mình đi qua bên đây nhà thờ Sơn Nam để thắp hương ha. Nam mô A Di Đà Phật. Con nguyện cầu cho nhà thờ Sơn Nam sinh năm 1926, mất năm 2008, được an táng tại nghĩa trang Hoa Viên, tỉnh Bình Dương, sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cô chú anh chị ơi, thì sáng hôm nay thì em có đến đây để thắp hương cũng như là chia sẻ đến quý cô chú anh chị và bạn ở mộ cổ năm Vũ Linh buổi sáng hôm nay ha. Bây giờ có lẽ là em xin phép xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Cả nhà ơi, thì bây giờ thì em xin chào tạm biệt, hẹn cả nhà ở video tiếp theo ha. Chúc cả nhà mình có một buổi sáng thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và nhiều thành công may mắn ha cả nhà. Xin chào, bye bye cả nhà.